video phải giới thiệu. Giới thiệu mọi người, đây là quảng trường biển ở Phú Quốc, ở bãi trường Phú Quốc. Đang phun nước này, xanh đỏ tím vàng. Kia là bất động sản Thông Phi. Bất động sản Bình Dương Lan. Chị Phương. Wow. Vừa bầu hay không? Lát bầu khác à?